cho em xuống sân khấu là em quê lắm, đầu năm nữa. Con nghĩ rằng tình yêu thương quý vị ngày đầu năm chắc chắn là suốt năm con cũng sẽ được yêu thương như vậy. Và không phải tăng, con biết rằng tất cả quý vị đến đây hôm nay trước là vì chùa, vì sư và sau đó vì nghệ sĩ. Cho nên tụi em sẽ cùng với quý vị hát cái khuya luôn nha quý vị nha. Bây giờ mời quý vị nghe một bài hát mà chưa bao giờ con hát, con rất là thích. Hy vọng là bài này con hát được. Xin mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm được mang tên Bạc Liêu Hoài Cổ. Cổ sư.